Quang Lan, Quang Minh xin chào các bạn. Tối hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn, đây là mặt hoa của dạ hạt Asa. Rất là đẹp và rất là thơm. Và tối hôm nay là tối ngày 6 tháng 4 2018, mình sẽ quay một số bụi dạ hạt Asa tách chiết. Các bạn ưng ý bụi nào các bạn hãy ghi mã số lại và gọi điện thoại cho bên mình, số điện thoại là 0908 846 804, địa chỉ cửa hàng Vườn Lan ở phường 4, Tiến Tránh, thành phố Tân An, Long An. Và ngày quay hôm nay các bạn nhớ nói kèm theo ngày giùm mình là ngày tối ngày 6 tháng 4 2018, bởi vì mình quay rất là nhiều clip, nếu mà không có nói theo số ngày ấy thì mình sợ mình lấy không có đúng bụi các bạn muốn mua. Mình xin giới thiệu với các bạn bụi số 1 có giá tiền là 500.000. Tiếp theo là bụi số 2, 250.000. Tiếp theo là bụi số 3, 450.000. Tiếp theo là bụi số 4, 250.000. Không quay cây, lo cây con cái không. Tiếp theo là bụi số 5, 250.000. Tiếp theo là bụi số 6, 500.000. Con lấy cái bàn tay này ra. Gốc mấy mầm con vậy? Hai hả? Dài hơn 50 cm. Mầm con khoảng 5 cm. Tiếp theo là bụi số 7, 600.000. Xích ra tới dài của Huy. Gốc có mầm con không? Có. Dỡ lên nha. Một mầm, hai mầm, ba mầm, lên mầm nữa, bốn mầm, năm mầm, năm mầm, gốc năm mầm mới nhú. Sáu mầm.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mầm mới nhú. Đó là 7 đó rồi. Hả? Đo chưa? Nhiêu? Đâu? Đâu rồi sao cô không thấy? Đó rồi. Không không mẹ mẹ. Không công vừa vừa nhiêu rồi, đo tới đó là 50 rồi. 50. Vậy là này khoảng 70 cm. Này nếu mà đóng thẳng ra là khoảng 70 cm. Cộng số 8 300 nghìn. Một mâm cơm phải không? Phải không? Mâm cơm này khoảng 57 cm gì đó. Dài khoảng 70 cm, 70-80 cm ạ. Cộng cộng. Mũi số 9 500 nghìn. Bùi số 10 300 nghìn. Bụi số 11 500 nghìn. Dở góc lên coi. Dở góc lên coi mấy mầm. Đưa vô cho cô quay cái góc. Hai mầm hả? Hai mầm con cao khoảng 57 cm. Mã nhiêu? 12. Mã 12 400 nghìn. Mã 13 600 nghìn. Cộng rất là mập luôn. Một mầm ha. Mã này cộng mập. Cộng mập lù luôn á. Mập như cộng trầm vậy. Mã 14 250 nghìn.
cái gốc, được cái gốc kia. Một mầm con đang lên. Cao khoảng 70 cm. Cái này hình như mặt bông đậm á ha. Cái nụ nè, thấy màu rất là đậm nè, đậm hơn cái bông hồi nãy ban đầu quay á. Nụ mặt bông Asa này đậm nè. Nhìn cái màu nụ rất là đậm. Cánh đậm, cánh đậm. Đây là mã 15 400.000. Một cây con cao khoảng 15 cm. Đang nhú một mầm nữa. Nhú một mầm thôi. Mã 15 400.000, mặt hoa đậm. Này cũng là mặt hoa đậm luôn nè. Vâng. Đây là mã 16 250.000. Gốc một cây con. Mấy mã nữa? Mấy mã nữa quay không nổi thì nghỉ, rồi bữa sau quay tiếp để quay ngồi ngủ bụng rồi. Mã 17 500.000. Cao khoảng 50 cm các bạn. Một mầm con. Một mầm con mới nhú. Mã 18 550.000. Cao khoảng 50 cm, chứ một mầm một cái cây con ở dưới là cao khoảng 20 cm. Mấy mã lẻ hết hả? 19 nè, 1 triệu nè. Mã 19, 1 triệu. Cộng dài khoảng 50 cm. Mã nhiêu? Mã 20 nhiêu? 600 hả? Mã 20 600. Cái gốc nè. 1 2. Cây này khoảng 4 5 cm này. Cây này khoảng 7 cm và hai cái mầm này thì mới nhú.
Tiếp theo là mã 21, 500.000. Một mầm con, hai mầm con, ba mầm con, bốn mầm con, năm mầm con. Với cây này, cây này cao khoảng 20 cm, cái mầm này khoảng 3 cm, mấy cái mầm con từ 1 cho tới 3 cm, cộng này thì khoảng 25. Mã này nhiêu? Mã 22, 400.000. Bảy mầm con, tính luôn ở gốc và cây ở trên thân luôn, cao khoảng là từ 3 cho tới 5 cm. Theo là mã 23, 400.000. Ba mầm con hả? Đâu? À, một cây khoảng 7 cm, một cây khoảng 4 cm, một mầm mới nhú. Tiếp theo là tem đâu? Má nhiêu? 14, 250.000. Nhiều số quay vào bánh đâu thấy số đâu. Cao khoảng 60 cm các bạn. Hết chưa? Quay xấu quá, quay xấu quá. Tiếp theo là mã 25, 250.000. Cộng bự thì khoảng 30 cm, cây con thì khoảng 5 cm. Hết à? Hết chưa? Quang Lan Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.